Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp câu lạc bộ Thái viên thành phố Đà Nẵng đến trao ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, câu lạc bộ Thái viên thành phố Đà Nẵng ủng hộ số tiền 110 triệu đồng, mong muốn được góp thêm nguồn lực cho quỹ vaccine phòng COVID-19, hướng đến mục tiêu tiêm vaccine cho tất cả người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, góp phần nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và cảm ơn tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của câu lạc bộ Thái Viên đã chung sức cùng thành phố chống dịch. Đồng thời khẳng định, thành phố luôn công khai minh bạch số tiền các đơn vị, tổ chức cá nhân đến trao ủng hộ, chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến với Covid-19.